gì, dạ hương hay là cái gì? Hương nóng nhất. Sáng nó em, tên là hương nhưng không hiểu nó sáng hương. Nay em đi xe máy và em ngửi nó thơm rất là thơm. Đẹp. Cái cây vàng vàng này nó gọi là cái gì hương như vậy anh hôn nhỉ? Cái cây này là cái cây này là cây gì ấy nhỉ? Nó gọi là cái gì hương nhỉ? Dạ hương. Đấy, em nhớ là tên nó thế. Dạ hương à? Thơm lắm luôn ý, sáng nay đi xe máy em thơm lắm. Dẫy mặt đường Long Biên này. Đây nhiều giá hương thế rồi là giá hương. Giá hương. Giá hương à? Thank you.
chỗ giải phóng thôi chị ạ. Tức là chỉ đỗ ở 1-2 điểm thôi ạ. Giải phóng á, các bạn em thấy đỗ giải phóng mà. Đỗ là một dãy giải phóng chứ. Hả? Dãy giải phóng luôn. À vậy ạ, vâng vâng. Cái đầu là 120, em có số đến 1.000 bao nhiêu giải phóng. Cái số điểm đầu tiên của giải phóng. Đấy là 100 bao nhiêu. Vâng. Đường này thì em biết là không mà, tức là 18 ấy, 18 ấy, 23 hoặc 99 thì mãi cái đoạn gần chỗ giải phóng ấy, Đại La ấy. Đại La biển đấy nó cũng không có các cái xe đấy. À, thế là bắt buộc về cái chỗ giải phóng nhỉ? Giải phóng. Vâng, tôi để rồi em xuống giải phóng rồi.
đến điểm